đề xuất chi tới 50 triệu đồng mua tin phòng chống tham nhũng. Đó là nội dung của dự thảo thông tư quy định việc quản lý sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất ngân sách chi tối đa 50 triệu đồng trên một tin cho Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh chi mua tin tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, căn cứ nội dung tính chất của tin được cung cấp, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định việc quản lý sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật. Ngoài ra, ngân sách chi khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất. Mức chi tiền thưởng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 98 năm 2023, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, theo dự thảo thông tư, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp sẽ chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền nếu có.